Bữa nay chị muốn cúng kiến như bông dùng thì tôi không thấy xấu nha. Biết thương cho anh nhất, cái đi cờ và anh thấy không? Còn mình bữa nay cũng 3 tuổi mấy 4 tuổi rồi. Sữa sừng á, mình mất ấy cũng chưa đầy đủ rồi. Dạ, con xin kính chào quý ông bà, cô, chú, anh chị. Đầu video thì cho phép con xin chúc quý ông bà, cô, chú, anh chị của mình có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều bình an và thanh tâm an lạc trong công việc và cuộc sống nha cả nhà. Dạ cả nhà, thì cũng vừa mới tới khu nghĩa địa, con đã giúp đỡ ông Linh mấy lần trước đó nha. Mới tới thôi, trời đã nắng nhưng mà tự nhiên mới tới, bây giờ trời chỉ mưa nó luôn cả nhà. Thực sự sao mà khổ thế. Mấy ngày hôm nay đi xuyên suốt ban ngày, mắt tôi suốt luôn đó nha. Giờ này, mình dắt bên đó, giờ đen thui tới luôn rồi. Thôi giờ mình cũng đã lỡ tới rồi đó nha. Thì giờ mình sẽ vào cái chỗ mình khám phá tiếp nha. Để mình tìm kiếm vong linh. Khi nào mình có mưa, nếu có mưa lỡ cái tiếng nó có ồn thì mong cả nhà thông cảm nha. Tại vì không lẽ con chạy mấy chục cây số tới đây. Rồi hôm đấy giờ cái đi về cái nha thì nó cũng mất công mất thời gian con nữa. Thôi bây giờ mình sẽ tìm kiếm vong linh luôn nha cả nhà. Không biết là ngày hôm nay có gì vong linh nào trong khu rừng này không ta. Cái này như hôm đó mình có đứng bên đó mình có gặp vong đó cả nhà. Thì mình qua đó mình kiếm vong nha cả nhà. Ô, ok cả nhà. Ôi nhà thấy không nhà? Không bấm cái nhà. Đừng có bẩn rồi. Đừng có bẩn nha. Ủa? Đâu rồi? Đâu có tiêu rồi? Thấy đứng đây rõ ràng luôn đấy nha. Ngay cái ngón tay luôn nè. Ngay cái mộ đỏ đỏ luôn á. Trời, mới vô mới thấy vong rồi. Trời, chúng mưa tới luôn cả nhà. Wow. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Xin chào vong. Cái cây này quá trời bự. Kỳ vậy ta. Thấy cái này luôn rồi cả nhà. Ủa cái nhà thấy không? Thấy đó kìa. Bùa đó, bùa đó, bùa đó. Kiếm được bùa đó nha cả nhà. Không tiêu người ta. Mình sẽ kiếm được bùa đó nha cả nhà. Ok, kìa đứng kìa, đứng kìa nha. Đó, đó cả nhà. Xin chào Vong. Ê, tôi hôm nay chỉ giúp đỡ cho Vong thôi. Ghê. Tôi hôm nay chỉ muốn cúng kiến cho Vong dùng thì tôi không thấy xấu nha. Để con leo, không tiêu rồi. Để con leo vô vậy cơ nha. Ây da, trời. Ủa kiểu gì ta? Mày thấy người đây. Ok, kìa. Ở bên kia cả nhà, Đứng kìa. Tụi nó kìa cả nhà. Sợ mình hay gì đó. Thì mình đặt cái máy luôn nha cả nhà. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, con hãy bình tĩnh nha. Tôi xin chào. À dạ.
Dạ, em xin chào chị. Chị bình tĩnh nha. Em chỉ muốn giúp đỡ chị thôi nha. Tôi đang rất bình tĩnh thôi. Dạ. Chứ không bình tĩnh. Nãy giờ tôi cho anh ăn cục đá rồi. Này. Chị á, mà chỗ người ta xuống luôn nghỉ ngơi. Anh đi vô đây là cái gì? Dạ, thì... Sầm vậy? Dạ, thì xin lỗi phép, xin lỗi chị là đã làm phiền chị. Thì... tôi vô đây chủ yếu là muốn giúp đỡ và cúng kiến cho chị dùng thôi, chứ tôi không có gì xấu. Cúng kiến giúp đỡ cái gì mà anh là ai mà đòi giúp đỡ cho tôi? Dạ, em là người chuyên đi giúp đỡ hung linh. Đối khác của ta bà này được đi về chùa để mà tu tập. Hy vọng rằng chị bình tĩnh nha. Hôm nay em đến đây cũng có mang cơm, nằm bánh trái cây để cúng cho các phong á. Thì... xin phép chị là để cho em lập cái bàn cúng để em cúng chị dùng có được không? Có thiệt là có lòng tốt như vậy không? Dạ, anh nói thiệt. Hay anh là bạn của, hay là đệ tử, là bạn của con mấy ông thầy Pháp định đến đây dở trò bắt tôi đúng không? Dạ, mô Phật không có chị. Em đến đây chỉ là thật sự, thật lòng của em luôn. Là chỉ muốn giúp đỡ cho chị được ấm no, đầy đủ và đưa chị đi về chùa để cho chị tu hành học đạo thôi. Chứ em không đến đây để em bắt phong hay xua đuổi phong khỏi cục thổ này đâu. Nên chị hãy hoan hỷ mở rộng tấm lòng để đón nhận cái tình cảm mà anh mang tới có được không? Thật sự là anh có lòng tốt để đi tìm tôi, em giúp đỡ để khỏi lang thang ở cõi tà bà này nữa đó hả? Đúng rồi, thì chị thấy đi. Hiện tại bây giờ trời cũng đã chuyển mưa, mà tại sao em lại dấn thân vào ở khu nghĩa địa này để em tìm kiếm vong? Giờ này em để em phải về nhà để em ở với vợ với con, nó không sướng hơn ở đây hay sao? Là nói cũng đúng, đúng rồi. Trời âm u tăm tối quá. Dạ. Mà là sao vô trong cái khu nghĩa địa rộng rãi như vậy? Vậy thì tôi tạm tưởng. Dạ. Dạ, nếu chị đã tin tưởng em rồi thì có thể chị hoan hỷ để em cúng kiến cho chị dùng. Hôm nay em đến đây nè, đem theo cơm chay nè, bánh trái cây nữa. Thì những phần lễ này em sẽ cúng cho chị dùng ha. Được, nếu thật sự mà được như vậy, tôi cảm thấy mừng lắm. Dạ. Tôi đang đói nè. Dạ, vậy thì chị có thể tạm thời ẩn nghỉ ngơi đi. Để em dọn dẹp cái bàn cúng đó. Rồi em cúng xong, thắp hương xong rồi mời chị ra dùng nha. Dạ mô Phật. Ô, quay lại con ơi. Cái vong linh đó là vong linh nữ nha cả nhà. Để con sửa cái máy này, nãy gấp quá con dục cái máy đại luôn đó cả nhà. Vong linh nữ luôn nha cả nhà. Cho con sửa cái máy này cả nhà. Vậy rồi. Rồi cả nhà, thì con sẽ lập cái bàn cúng ở đây để cúng phong cho chị gái nó dùng nha cả nhà. Dạ, đây là lót cái lực đây này hơi dơ. Cúng cho chị dùng rồi con sẽ gửi chị đi về chùa. Cố gắng khuyên giải chị nha cả nhà. Trời ơi, bà chơi mưa dữ lắm rồi, con cũng tranh thủ đi. Hy vọng là sẽ kịp để con về nha cả nhà. Nếu như, hồi nãy biết vậy khuyên chị đi luôn được rồi. Khuyên chị đi luôn đi là con về nó sẽ tốt hơn. Chứ giờ cúng mà đợi dùng cả nửa tiếng đồng hồ nữa là sắc nghi chắc trời mưa tới luôn quá. Nãy quên hết ta, vô khuyên chị cho chị đi về chùa luôn là ổn rồi. Giờ này phải đợi tí chị dùng là phải hơn nửa tiếng nữa nha. Để có trời chắc mưa luôn, chắc có mắc mưa trong khu nghĩa địa này rồi. Nó thật sự thì cả nhà thấy rồi đó. Giờ này mà tụi con đáng lẽ như nếu như giờ này là con phải ở nhà với vợ với con rồi, cơm vợ ôm con ấm cúng rồi đó. Giờ này trời mưa gió vậy phải lặn lội đi giúp phong, cả nhà thấy rồi đó. Thì mong có nhà thương tình nữa thì ủng hộ giúp đỡ với con nha cả nhà. Tranh thủ, con sẽ tranh thủ.
Để mình thủ nha. Rồi, nhà này còn xíu nha. Nhà mong mưa trên sẽ phù hộ cho con giúp con này xong trời sẽ mưa. Vậy Nam Mô A Di Phật, Nam Mô A Di Phật, Nam Mô A Di Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Đức Đại Thiên Trạch Thần Hoàng Bổn Cảnh Tổ Thần Từ Địa Cục Thổ đây. Thì ngày hôm nay con đến đây cùng với cái nguyện là muốn được trợ duyên giúp đỡ cho các con linh đang lang thang đói khát trên cục thổ của các ngài các ông. Thì con mong rằng các ngài các ông cảm ứng chứng minh lòng thành của con cho những con linh đang trú ngụ đây được ra hưởng cho người thể mà con mong tới, để cho họ ấm lòng ngơ dạ đỡ lạnh hơn. Và con xin phép các ngài các ông cho con đưa họ đi về chùa về núi để cho họ tu thiền tu đoàn để sớm được đầu thai chuyển kiếp luân hồi để làm một việc mới. Rồi, rồi xin phép rửa bằng thức như thế này.
Thương quá luôn chị ơi. Cô xin chào anh. Dạ, trời ơi, mãi mưa quá trời mưa luôn. Tính ra đâu mà kia ngồi mà mưa quá, phải chạy vô đây ngồi đi. Cái chị nè, chị cứ dùng đi, em ngồi nói chuyện với chị được rồi. Hồi nãy giờ cô dùng, cảm thấy trời ơi, no rồi. Trời ơi. Rồi chị đợi em xíu nha. Mưa quá mưa rồi cả nhà. Bây giờ nó máu ở đây cả nhà. Mưa quá ướt cái máy con cả nhà. Rồi vô kèo luôn rồi. Con mày ốc, bộ mày ốc mưa bay luôn cả nhà. Dạ. Dạ. Rồi, thôi tâm cảm nha, tại vì trời mưa quá cho nên em cũng phải vào đây ngồi với chị luôn rồi. Chị cứ dùng thoải mái đi. Rồi. Dạ. Tại vì tôi thấy cái trời chuyển mưa, tôi cũng hoảng sợ và sợ dữ lắm. Ồ, vậy để cho em biết chị tên gì được không? Dạ, tôi tên là Thùy Trang à. Chị Trang. Đúng vậy. Chị mất nhiêu tuổi chị? Tôi mất lúc 36 tuổi. Lúc 36 tuổi hả? Đúng vậy. Ờ, thôi thì bây giờ nói chị thế này đi. Tại vì do trời cũng mưa quá đó, bây giờ á quá gió rồi thì em tính đưa chị đi về chùa rồi núi luôn có được không? Tại vì bây giờ á mình nên đi về chùa đi chứ giờ mưa gió lạnh lẽo thế này rồi sao mà chị chịu nổi, em giờ còn chịu không nổi chứ chị. Được rồi, nếu mà thật sự anh có cái lòng á thì anh giúp đỡ. Anh đưa giùm tôi đi đi. Dạ, thì nói chung á, thì về chùa về núi thì em cũng phân tích với chị trước. Thì nhưng mà gấp thì em cũng phải nói với đoạn chị rõ là về chùa sẽ được quý cho thầy chùa núi nè, cúng chí hàng ngày chị dùng ha. Rồi được về trên giảng đạo thuyết giáo, có thể mình sẽ được cái chỗ trú ngụ an toàn hơn, đỡ phải lạnh lẽo đó khác như thế này. Ở đây chị thấy là mưa gió thôi. Rồi chị thể cho em biết là cái nguyên nhân vì sao chị mất được không? Được ạ. Thì á, ngày xưa á, dạ, lúc tôi lấy chồng á, ờ, về bên gia đình chồng của tôi á, chồng của tôi á là cũng tu kiếm làm ăn, lo cho tôi dữ lắm. Dạ. Rồi được một thời gian á, thì tôi sanh ra được một đứa con gái á. Ồ. Thì á, từ lúc tôi sanh ra một đứa con gái rồi, tuổi mà chồng tôi á, tôi ráng cố gắng làm để lo cho tôi với con của tôi. Không nghĩ sao á, từ lúc đó ảnh cứ la cà với bạn bè của ảnh, rồi rượu chè, rồi cờ bạc á. Oh. Rồi nhiều lúc ảnh về, ảnh kêu tôi đưa tiền cho ảnh để đi nhậu với bạn, đi đánh bài, đá gà với người bạn của ảnh á. Rồi tôi mới nói á, em mới sinh con, lo chăm cho con nữa. Em có đi làm gì đâu mà có tiền bạc để đưa cho anh á. Em đi cờ bạc, anh bán không? Con mình bữa nay cũng 3 tuổi mấy 4 tuổi rồi. Sữa sồng á, nhiều lúc uống cũng chưa đầy đủ nữa. Anh không ráng lo làm cho con. Lần này á, anh đòi lấy tiền đi cờ bạc, em tiền đâu mà đưa. Rồi cuối cùng ai hại ai hãm hại chị? Thì cuối cùng á, ảnh với cái đám bạn của ảnh á, ăn nhậu thơm ngọt á, ảnh làm tôi á để cho bạn của ảnh á là cưỡng bức tôi nhiều lần quá để khấn từ cái nợ cờ bạc của ảnh đó. Ồ. Oh. Rồi tôi cảm thấy như vậy nhục nhã xấu khổ quá đó. Rồi á hả, tôi cũng có nhiều lần chửi ảnh qua lại đi kia tại sao lại đối xử với tôi như vậy á. Thì hôm bữa ảnh nói á, rồi mày không đưa tiền cho tao thì mày đừng có trách tao. Trời. Con lúc đó tao mới chấn nợ thôi, rồi tôi mới nói tiền đâu mà đưa. Ảnh nói tôi á là giấu giếm ảnh này kia á, có chuyện tiền về cho gia đình bên chùa của tôi á. Cứ vậy tôi tức tối quá, tôi với ảnh có xô xát qua lại á, là không mai á là anh cô tôi á ngã xuống á cái dầm giường ở nhà của tôi đó, rồi tôi đập đầu á. Yeah. Tôi anh thấy tôi nằm bất tỉnh đó, anh tưởng đâu á là tôi á giả bộ mất, đi lên nhà đâu gió anh cô
mạnh quá, cái chấn thương cái dùng sao của tôi là tôi mất đi tại chỗ luôn á. Trở về từ lúc tôi mất bây giờ, tôi lang thang tôi hạnh cầu quẩn dữ lắm. Con gái làm cố gắng lo cho con, con đàn này á, con đi ra cả nhà cờ bạc, cờ bạc á, như vợ mình con, người bạn á, tôi hãm hại như vậy á, mà về mình sát hại tôi nữa. Dạ. Rồi, thôi em biết nguyên nhân rồi, thôi bây giờ em đưa chị đi về chùa luôn nha. Cố gắng về đó đi ha, rồi mình tu tập để mình sớm được thai nha. Rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ gắng. Tại vì, giờ em cũng tính hỏi chị nhiều điều, nhưng mà giờ trời mưa quá rồi, gió mái này kia nữa. Rồi để em đưa chị đi, em cũng tranh thủ về ha. Rồi, tôi biết rồi, tôi xin nghe lời của anh nè. Rồi, như vậy thì chị chấp tay lại niệm sát chữ Nam Mô Di Đà Phật đi. Rồi em sẽ mở luồng sáng, em đưa chị đi nha. Bây giờ đó, cô đi theo luồng sáng, em về tới cổng chùa, thì cứ trình diễn 2 ngày hộ pháp. Thì 2 ngày hết sách trên vào chị vào trong, rồi sẽ giúp đỡ chị nha. Rồi, tôi xin nghe. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Vậy rồi cá nhân thì ngày hôm nay cả nhà thật sự là con cũng tính là giúp ông xong mới trời mưa cả nhà, nhưng mà chưa gì hết đã mưa rồi thì con cũng đã hỏi ngắn gọn về cái nguyên nhân của chị mất. Thì cuối cùng hồi nãy con có nghe cả nhà thì thôi giờ nói chung giờ cũng trời cũng đang ổn thì con sẽ kể lại chị nghe cả nhà mình nghe về câu chuyện của chị. Thì trước tiên thì chị nói là chị và có người chồng, thì lúc đầu thì hai vợ chồng sống cũng hạnh phúc lắm, nhưng đến khi thì một thời gian xa thì chị anh đã xa vào cái cờ bạc rượu chè thì cá độ này kia nên thiếu thốn tiền, rồi anh cũng đã đánh đập chị. Rồi đặc biệt hơn nữa là khi mà mắc nợ một số tiền khá là nhiều quá nha, nên anh đã gài, đã bắt vợ mình ngủ chung với chủ nợ để mà xóa nợ. Thật sự nói về người chồng của chị như vậy thì lại rất là, còn mình nói thẳng là tồi đó nha. Đã vợ thì phải thương yêu tùm bọc, đâu phải là để mà đem ra một cái bậc gì đó để mà phấn nợ như vậy. Rồi chị mới oan uổng quá, chị mới mất nha. Chị bị chồng đánh mất. Thì cuối cùng con đã đưa chị về chùa, thì chị tiếp nhận. Thì nhiều khi con muốn thử cặn kẽ hơn, nhưng mà do trời mưa quá. Thôi bây giờ có lẽ con cứ kết thúc cái video ở đây để con dọn dẹp các bạn thích đi về luôn nha cả nhà. Thì hy vọng là cả nhà thấy thương tình, để lại một lượt like, một lượt đăng ký kênh, cũng như lượt chia sẻ để tạo thêm động lực, tạo thêm tinh thần để con có thể tiếp tục đi khám phá những khu nghĩa địa, quay những tiếp phim tâm linh để về đăng lên cái nhà mình xem, để nhà mình hiểu rõ hơn thế giới tâm linh nha cả nhà. Dạ, thì cuối clip cho phép xin chúc cả nhà mình có một ngày mới thật vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc bên gia đình, những thân của mình, đặc biệt thật nhiều bình an, thật nhiều sức khỏe, thật tâm lạc trong việc cuộc sống ạ. Dạ, xin chào, hẹn gặp lại mình ở những clip tiếp theo.